340 thiên. Ngày 340. Anh nghe và nhắc lại cách nói. Cháu xem lại xem có 2.000 hay không. Nguyên văn là cháu lại xem có hay không có 2.000 đồng. 你再看看有没有2000 tuần. Nhỉ. Zài. Khan. Khan. Yếu. Mấy. Yếu. Liang. Chiên. Tuần. Nhì zài khan khan yếu mì yếu liang chiên tuần. Nhì zài khan khan yếu mì yếu liang chiên tuần. Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Thuận theo con đường này. 顺着这条路. Trừ giày cao gót. 除了高跟鞋. Hy vọng. 希望. Chất liệu vải sờ lên. 面料摸起来. Liệu có trông béo hay không? Liệu có vẻ béo hay không? 会不会显胖? Sẽ có vẻ chân ngắn. 会显腿短. Trên mắc viết là bao nhiêu tiền? 标签上写的是多少钱? 专心挑. 专心挑. 大thu hoạch. 大收获. Mình trả lại bạn 300.000, hãy nhớ dùng nín cho lịch sự. 我找您30万. Đã học mấy năm tiếng Trung rồi? 学了几年中文了? Đi từ từ thôi. 慢走. Muốn ăn cái gì thì ăn cái đó. 想吃什么就吃什么. 10 phút. 10 phút. Rất vừa ý. Khẩn trung ý. Hài lòng 100%. 100% được mãn ý. 42.000 đồng, nguyên văn là 42.000 đồng. 42.000 tuần. Tiền lẻ. Lính chén. Xem lại xem. Zài khàn khàn.